xin trân trọng giới thiệu sản phẩm Anti CMV giúp khắc phục sốn ngọn, chung đọt giữ lá xanh, dày, phục hồi cây bị sưng. Được sản xuất từ cá bằng phương pháp lên men truyền thống theo công nghệ EM Nhật Bản. Chứa vi sinh vật hoàn toàn có lợi cho sự hỗ trợ kháng bệnh do nấm và vi khuẩn gây ra, tổng hợp giúp điều hòa sinh trưởng. Anti CMV giúp ngăn ngừa triệu chứng son lá, thản lá, chung đọt, chống lại sự cằn cỗi kém phát triển, giúp phiến lá giãn rộng và to, bộ quan hợp lá bóng mượt khỏe mạnh, giúp cây bật chồi buông đọt cực mạnh, thích hợp phục hồi cây bị suy sâu thu hoạch, cây mang trái nhiều, cây bị khô cành chết nhánh. Hướng dẫn sử dụng: phun lá, pha 500ml trên 200 lít nước hoặc 50ml trên bình 20 lít, phun đều hai mặt đá. Đổ gốc, pha 500ml trên 200 lít nước, đổ 4 lít trên gốc hoặc tưới trên 500m2. Định kỳ 7 đến 10 ngày trên lần. Cách xử lý bệnh, đọt lá biến dạng. Đối với cây hoa màu như ớt, bầu bí, dưa có hiện tượng thảm lá, chuông đọt, vàng ngọn nên kết hợp ăn TCMT cùng cơ sữa, phun liên tục 7 đến 10 ngày trên lần. Nếu phát hiện thảm lá do virus, sử dụng ngay Embay sạch virus, phun liên tục 2 lần, mỗi lần cách nhau 5 đến 7 ngày để điều bệnh hiệu quả, sau đó phun lại anti CMV để phục hồi. Nếu phát hiện sâu, trầy, rợp sáp, côn trùng chích hút nên kết hợp pha chung với tinh dầu thảo mộc hoặc các sản phẩm trừ sâu, tê gác. Mọi chi tiết liên hệ đến số hotline 0964584158 để được tư vấn thêm về sản phẩm. Kính chúc quý bà con sức khỏe, canh tác tốt và có một mùa bội thu. Xin chào và hẹn gặp lại!